Nghề truyền thống bánh tráng Mỹ Long, bánh phồng Sơn Đốc có lịch sử hình thành hơn 100 năm, trải qua chặng đường lịch sử hơn một thế kỷ. Nghề làm bánh tráng Mỹ Long và bánh phồng Sơn Đốc đã để lại nhiều giá trị vật chất và tinh thần trên xứ Dừa. Bên cạnh giá trị về kinh tế, nghề truyền thống bánh tráng Mỹ Long và bánh phồng Sơn Đốc còn mang tính văn hóa sâu sắc. Vậy là đến thời điểm hiện tại, sau khi nghề làm bánh tráng Mỹ Long và nghề làm bánh phồng Sơn Đốc được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đã nâng số lượng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở tỉnh Bến Tre lên 4 sau lễ hội Nghinh Ông xã Bình Thắng và hát sắc bùa Phú Lễ.